con đã gieo một cái hột giống nào thì nó sẽ lên cái loại cây đó. À, con gieo cái hột ớt thì nó lên cái ớt, mà con gieo cây ngọc xoài nó lên cái xài, con gieo hột cam lên cái cam, mà giờ con gieo cái hạt giống của thầy thì phải lên hạt giống giải thoát chứ sao? Đừng sợ. À, con hãy gieo cái hạt giống nào thì lên hạt giống đấy, con gieo hạt giống đại thừa thì lên đại thừa. Cho nên yên tâm, hễ con quyết tâm gieo hạt giống đó và cái nhân duyên mà có là thầy tập mạnh cho mấy con biết cái sai của tất cả các pháp của đại thừa, để từng đó giúp cho từng người thức tỉnh lần lần. Chứ thiệt ra mấy con biết thầy danh thầy lợi làm cái gì mà đập người ta dữ vậy, đúng không? Nhưng mà vì cái khổ đau của mấy con, nếu mà thầy không nói cái đó sai thì mấy con cứ nghĩ là đại thừa đúng, mấy con đâu dám buông nó. Và mấy con cứ ôm tu hòa thì cuộc đời của mấy con đi về đâu đây, sống trong tưởng không, nó không thật. Cho nên thầy đặt mạnh để cứu mấy con đó, là cái duyên thầy đã thấy được chúng sanh có cái duyên với chánh Phật pháp thì phải dựng Phật pháp lại, đập tất cả những cái sai của Phật pháp xuống. Đó là hôm nay mà con đã từ giả đại thừa mà hôm nay đến đây được tu tập, đó là nhờ thầy đọc cái cỡ mà thầy không nói gì hết, nó chắc không theo thầy đâu, con hiểu không? Thôi ráng mà lo tu tập đi, lo gì, tâm bất động thanh thản là vô sự, ở trong nhà cô cũng được, ai chửi gì cũng vậy.